Vào ngày 31 tháng 8, Danilo Cavalcante, tù nhân 34 tuổi, đã thực hiện một cuộc vượt ngục đầy ngoạn mục khỏi nhà tù hạt Chester ở Pennsylvania, Mỹ. Hành động này diễn ra trong lúc anh được ra ngoài buồng giam để tập thể dục. Cuộc vượt ngục chỉ mất khoảng 1 giờ và không ai trong số giám thị đã phát hiện ra. Ông Hugh Holland, giám đốc nhà tù hạt Chester, đã công bố đoạn video an ninh cho thấy Cavalcante đứng ở lối đi cạnh sân tù, sau đó dùng tay và chân để bò lên hai bức tường đối diện ở sân nhà tù, che khuất tầm nhìn của camera. Các giám thị chỉ nhận ra việc này khi tù nhân quay trở lại buồng giam. Nhà tù hạt Chester đã nhanh chóng áp đặt phong tỏa và kích hoạt còi báo động để bắt đầu cuộc truy lùng Cavalcante. Ông Hoan cho biết giám thị ở tháp canh trong sân tập thể dục không quan sát và cũng không báo cáo về vụ tẩu thoát. Người này đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra nội bộ tại nhà tù. Trong một sự cố tương tự vào tháng 5, tù nhân Igor Vidrbo đã cố gắng thoát khỏi nhà tù hạt Chester bằng cách leo tường, nhưng anh ta bị bắt lại chỉ sau 5 phút. Sau sự cố đó, nhà tù đã cử một chuyên gia tư vấn và thêm dây thép gai vào khu vực tương tự để tăng cường an ninh. Cavalcante đã bị kết án chung thân vào tháng trước sau khi giết bạn gái cũ, Deborah Brandau, trước mặt các con của cô vào năm 2021. Anh ta trốn thoát trong khi đợi chuyển đến một nhà tù tiểu bang. Các công tố viên cho biết anh ta đã giết Brandau để ngăn cô tiết lộ thông tin về tội ác của anh ta và tiết lộ rằng anh ta là tội phạm bị truy nã trong một vụ giết người tại Brazil vào năm 2017. Cavalcante đã bị bắt giữ tại Virginia.